Được rồi, ok, vâng, xin chào tất cả những người anh em có mặt ở trên kênh của mình nhé. Thì mình là Nam đây. Và hôm nay đến clip này thì nói chung là mục tiêu chính của clip là review cái sức mạnh level, cái ngọc sức mạnh level 10 thứ hai ở con Ricochet thôi, là robot rút quân. Nó translate hơi fail một tí nhưng mà thôi không sao, chấp nhận được. Ok, cái ngọc sức mạnh của con này thì mình nói sơ qua thì cái con này sẽ chạy nhanh, tăng nhanh sức mạnh khi mà máu nó còn 10% hay sao ấy. Nó sẽ chạy tăng nhanh, các bạn tưởng tượng cái con gì nhỉ? Có con gì ngọc sức mạnh 10 nó vốn là chạy nhanh rồi. Đây đây, các bạn thấy nó chạy nhanh chưa? Nó giống cái con BB, đúng rồi, con BB. Con BB thì nó chỉ cần hồi xong cái thanh nội tại nó chạy rất là nhanh rồi. Ok nhá, một thanh niên bị gạt này. Cái con này thì khó chơi con côn nhưng mà mình vẫn sẽ chơi nó. Bữa trước mình có một làm một clip để tập chơi cái con này rồi, nhưng mà lại chơi bằng con côn cơ. Đây. Úi dồi ôi, các bạn thấy chưa? Mạnh lắm, mạnh lắm. Mình không nhớ là dưới 10% hay dưới 40% ấy. Mình nghĩ là dưới 10% bởi vì mình toàn thấy mình bị 1000 máu ấy, mình nghĩ là dưới 10% rồi, kiểu thế. 10% thì nó hơi thấp. Nhưng không sao cả. Cái con này vốn dĩ mình chẳng bao giờ mình dùng luôn, bởi vì có con côn thì dùng con này làm gì ạ? Đấy, con côn mình dùng con côn thấy nó hay hơn. Nên là mình dùng con côn rồi. Trừ phi có một số map đặc biệt thì may ra con này có tác dụng. Ok nhá. Và nhân tiện thì hôm nay thì mình cũng muốn hỏi với các bạn có một cái chủ đề muốn các bạn quan tâm một chút. Đó là cái câu chào của mình. Bởi vì cái câu chào của mình nó gần như nó gắn bó với kênh cũ, với game cũ của mình. Mà mình kiểu mình không muốn nó nữa. Nhưng mà đúng thật là cái câu chào nó gắn với thương hiệu của mình thật. Nhưng mà bây giờ kiểu mình muốn có sự thay đổi, kiểu thế. Mình nghĩ là đến lúc mình thay đổi rồi. Mình muốn có một cái cách chào khác. Thì bây giờ không biết các bạn nghĩ sao. Bây giờ mình chào kiểu gì? Mày bố láo này, bố láo này. Mày không thấy đồng đội tao là tên gì kia? Divinity. Divinity là thần thánh mà. nó là Divinity là thần thánh rồi. Ngon luôn. Cho nên bây giờ mình không cần phải xoắn đâu. Thằng nào xoắn với mình là mình băm chết nó ngay. Bởi mình có đồng đội của mình rồi. Đồng đội mình nó đặt tên Divinity là thấy yêu rồi. Nó bắn đúng Divinity luôn mà. Ờ sau quả này thì mình đi rồi. Quả này thì đi rồi. Tự nhiên mình thấy cái ngọc mình chạy vào đấy làm cái gì. Trời ơi, mình chạy ra chỗ khác là mình thoát rồi. Mình có xông mặt vào đấy ạ. Đã biết ít máu thì chớ. Lại còn chạy vào đấy. Đấy kiểu mình nghĩ gì nữa. Chạy ra đây thì có phải không sao rồi không? Rồi. Vâng ạ, ulti như thế. Ôi thôi, bác ăn hết ngọc đi. Bác không cần giữ cho em đâu. Bác cứ lấy được top 1 là em mừng rồi. Úi dồi. Quả đấy và thằng đấy nó không ăn ngọc mà nó giữ cho kiểu nó giữ nó đợi mình là coi như đứt cả team luôn. Thôi. Sao anh được đấy? Chơi với nó trận nữa đi. Ngon, đang có đồng đội ngon rồi. Và hôm nay mình cũng review ngắn ngắn thôi nhé, bởi vì cái con này thứ nhất mình không biết chơi, thứ hai rank thấp nên là nhìn trông chắc là nó sẽ bị chán. Mình cũng không expect là cái con này mình chơi hay đâu, nhưng mà nhìn nó mình sẽ cố gắng để nó bị thấp máu để sử dụng được cái chạy nhanh, nhưng mà thế nó rất là mạo hiểm. Không ai làm cái trò đấy cả. Người ta muốn máu mình full, không ai muốn máu mình hết. Đấy, trời ơi. Các bạn xem mình chơi đấy. Cái con này mình đánh nó không hay bằng con côn, bởi vì cái đạn của con côn này nó cái không biết sao nhưng mà cái độ chuẩn của đạn con mình thích cái độ chuẩn của đạn của côn hơn. Rồi bắn gà chết vịt. Mình bắn cái thằng mình vừa giết xong cuối cùng từ đâu trong bụi cỏ lòi ra là thằng nữa. Bắn vào hết cái thằng trong bụi cỏ chứ không phải vào cái thằng mình muốn giết. Rồi. Hay rồi. Đấy trốn ở đây. Đấy chạy rất nhanh để hồi máu luôn. Cái này có thể vừa chạy vừa bắn được. Mình làm cái trò gì ấy? Chắc là mình sắp bị ốm rồi nên là mình cảm giác là mình sắp bị ốm rồi nên là mình bắn như dở người ấy. Não mình đang không tỉnh táo để hoạt động đâu. Đấy nhá, thế có hai việc trong clip này, review cái khả năng chạy nhanh với cả câu chào mới. Nếu mà các bạn muốn mình thay đổi, còn nếu các bạn muốn mình giữ thì ok tùy. Nói chung là mình muốn thay đổi. Ôi giời ơi. Nếu anh nghĩ ra mấy bố đấy, bố trốn ở đấy. Rồi thôi, kiểu này ốm rồi. Hỏng rồi. Kiểu này là ốm rồi. Thằng Divinity nó giết được. Úi giời ơi.
từ từ. Đâu lấy góc bắn. Đó, chết bậy, bắn bậy chết được thằng chết chết được thằng thằng ấy trên kia kìa. Úi giời ơi, thôi thằng đầu đội mình nó trở thành tâm điểm ánh nhìn rồi mọi người. Thành tâm điểm ánh nhìn rồi. Thôi xong. Đớt. Không thể đỡ được nữa. Quả đấy thì đến mình cũng là chịu. Ok, chắc tiếp tục đi mọi người. Tiếp tục đi. Trận này mình sẽ... Mình thấy nãy giờ đánh liên tục thế cũng dài phết rồi, nhưng mà không có trận nào kiểu bị top 3 trở xuống. Ok, cũng được đấy. Chắc là mình sẽ review ngắn ngắn thôi, bởi vì mình cảm giác đang ốm. Từ từ, mình làm mấy trận nữa rồi đi uống thuốc phát mọi người. Chứ không tình hình này là không ổn rồi. Sắp thi cử đến nơi lại còn ốm. Nói thật là các bạn, tình hình là còn khoảng hơn tháng nữa, mình hơn một tháng nữa là mình xong việc về Việt Nam rồi. Mà về Việt Nam thì không biết là lúc đấy còn thời gian mà làm clip nữa không. Bên này còn rảnh, còn làm được clip chứ. Về Việt Nam rồi thì không biết thế nào. Ok, mình cũng nói trước luôn là dự kiến cái đợt về Việt Nam là mình cũng không dám chắc cho các bạn là có clip đâu, bởi vì mình không chắc chắn là mình có thời gian rảnh hay không để làm clip. Đấy, nói trước thế không có các bạn lại không biết tình hình. Đấy, xây ulti nó phải như này đấy. Vậy chứ xây như vậy, cái trận con Jesse đấy, hiểu sao xấy được cái quả cái trận có con Jesse, không hiểu sao mình nhìn thấy khẩu súng mình bóp ulti và mình bắn, không hiểu mình nghĩ cái gì lúc đấy luôn. Chính chúng tôi thật không thể tin được, chính chúng tôi không tin được. Cái đạn con này nó lệch rất là bố láo nhá, thật. Nhìn cái đạn nó bay thấy lệch, không biết sao nhưng mình cảm giác đạn con có cái độ chuẩn chuẩn xác cao hơn cái đạn của con này. Được cái là đạn con này nó có cái khả năng bật tường thôi. Chứ mà cái nói thẳng luôn là cái lệch đạn nó bố láo lắm. Ok anh em, chúng ta tiếp tục nào. Mình vừa mới dừng một chút để đi uống thuốc mọi người. Không biết là có đỡ hơn không, hy vọng là không làm sao đi. Thi cử rồi, thằng dở người này, đứng đấy là chết rồi con. Có vẻ không đỡ, thôi xong, kiểu này nằm liệt giường rồi, nằm liệt rồi. Cảm giác bây giờ đang hơi ngứa họng. Chắc là mình chật tự từ bây giờ nhé các bạn. Xem nốt trận cuối sau, chắc mình cũng nốt trận này mình nghỉ đây. Bye bye anh em, cho phép mình bye bye anh em trước nhé. Mọi người nghe nhạc tạm vậy.